Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang xem chương trình Đường tới tương lai của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, năm học 2022-2023 là một năm học đặc biệt đối với học sinh vào lớp 10. Không chỉ là năm đầu tiên thực hiện thí điểm chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với cấp trung học phổ thông với nhiều môn học mới, mà còn là nỗi lo học chương trình mới ra sao, chọn môn học tự chọn như thế nào, có được thay đổi nguyện vọng học các môn tự chọn hay là không. Rất mong nỗi lo này sẽ sớm được giải tỏa khi năm học mới đã cận kề. Từ năm học 2022-2023, chương trình 2018 bắt đầu áp dụng cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10. Với lớp 3 và lớp 7, không có gì phải bàn cãi, riêng lớp 10 lại là chuyện khác. Môn lịch sử trong chương trình giáo dục phổ thông bậc trung học phổ thông sau nhiều tranh cãi, cuối cùng đã trở thành môn bắt buộc, kéo theo nhiều sự thay đổi khác. Dù học sinh vẫn có quyền tự lựa chọn một số môn học, nhưng tất cả các trường trung học phổ thông vẫn phải xây dựng tổ hợp vì không thể đáp ứng hết yêu cầu của các em. Cụ thể, ngoài 8 môn học bắt buộc, học sinh được tự lựa chọn 4 môn trong 9 môn học gồm địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, vật lý, hóa học, sinh học, công nghệ, tin học, âm nhạc và mỹ thuật. Quan trọng là không còn phải phụ thuộc vào nhóm môn như trước nên các trường sẽ dễ phân chia tổ hợp môn hơn. Về cơ bản, mỗi trường sẽ phân ra các nhóm lớp thuộc ban tự nhiên và ban xã hội. Các môn công nghệ, tin học, âm nhạc, mỹ thuật sẽ được ghép vào hai nhóm nói trên sao cho phù hợp. Thường các trường căn cứ vào đội ngũ giáo viên hiện có để hướng học sinh đăng ký chọn gói từ 4 đến 6 tổ hợp. Đến năm 2022, nếu các trường đại học vẫn duy trì tuyển sinh theo nhóm môn truyền thống như hiện nay, thì cách làm này cũng là con đường ngắn nhất tới các tổ hợp xét tuyển đại học. Tuy nhiên, chọn môn như thế nào là phù hợp thì đa phần phụ huynh và học sinh vẫn còn khá lúng túng. Có thể nói là đây là cái đổi mới lớn, bởi vì là giai đoạn định hướng nghề nghiệp, tức là xây dựng các cái tổ hợp cho học sinh lựa chọn, có thể không học môn này, không học môn kia, tập trung vào những cái môn mà các em có cái năng khiếu, có cái năng lực tốt. Đấy. Cho nên là đối với Lào Cai thì chúng tôi đã chủ động, và ngay cuối năm học 2021-2022 là các nhà trường đã xây dựng xong và cũng đã truyền thông tới phụ huynh học sinh. Trường Trung học Phổ thông số 3, thành phố Lào Cai, năm nay tuyển sinh được 9 lớp 10. Sau khi hoàn thành xong công tác tuyển sinh, nhà trường lại cấp tập triển khai kế hoạch theo các văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, tổ chức gặp gỡ phụ huynh, học sinh lớp 10 và bố trí các giáo viên tư vấn, hướng dẫn, giải thích cho phụ huynh, học sinh nắm bắt được tổng quan chương trình giáo dục phổ thông 2018. Nhưng cũng như nhiều phụ huynh khác, chị Bùi Thị Huệ Linh vẫn còn rất nhiều băn khoăn, nghi ngại. Liệu lựa chọn này có ảnh hưởng tới thi tốt nghiệp trung học phổ thông và con đường vào đại học sau này của con chị? Cũng trao đổi là có thể là lên lớp 11, 12 nhỡ đâu là con lại thay đổi cái nguyện vọng của con như thế. Thì bình thường là nhà trường đã chia cho là hai nguyện vọng, thì nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 để mình đăng ký. Thì bây giờ là lúc nãy thì cũng định là đăng ký mỗi nguyện vọng 1 cho con là toán văn anh thôi. Thì là cô cũng tư vấn thì đăng ký thêm một cái nguyện vọng 2 nữa. Thì là tôi cũng đăng ký thêm cho con một nguyện vọng là toán lý văn. Tránh cái trường hợp mà sau này con có thể lên lớp 11, 12 con lại thích học môn lý chẳng hạn, thì lúc đấy là có thể là mình lại theo đuổi sang nữa thì nó cũng đỡ hơn. Thì mình cứ đăng ký hai cái nguyện vọng như thế. Khi bước chân vào lớp 10 em đã thấy những khó khăn về việc chia lớp rồi phân các môn học, nên là em mong những năm sau sẽ dễ dàng hơn ạ. Chính bản thân trong đội ngũ cũng đặt nhiều cái câu hỏi. Bây giờ ta đưa ra tổ hợp gì để sau này để định hướng cái nghề nghiệp cho các em. Đấy là một cái cũng rất là khó, và bản thân phụ huynh và học sinh thì người ta cũng đang chờ đợi cái việc đó. Bởi vì như ta được biết ấy, thì 2025 thì cái thi tuyển sinh đại học là có cái sự thay đổi để phù hợp với cái chương trình mới. Nhưng mà cái thi như thế nào, hình thức như ra làm sao thì bộ cũng chưa công bố cụ thể. Thế thì chúng tôi thiết nghĩ mà nếu như bây giờ bộ có cái định hướng sớm thì đấy là một cái rất tốt cho tâm lý, cho các trường, cho học sinh và cho gia đình học sinh.
Nếu để học sinh tự do lựa chọn môn học, các trường khó đáp ứng hết nguyện vọng của các em. Hầu hết các trường chưa triển khai dạy hai môn âm nhạc và mỹ thuật ngay trong năm học 2022-2023 để tránh bị động. Với các trường càng đông học sinh thì nguy cơ mất cân đối giữa các tổ hợp là hiện hữu. Bởi vậy, dù học sinh tự lựa chọn tổ hợp theo nguyện vọng, nhưng nếu số nguyện vọng đó vượt quá sĩ số quy định của một lớp, thì nhà trường lại phải lên phương án để điều tiết. Cái số lượng học sinh ví dụ đăng ký nguyện vọng 1 là tổ hợp lý hóa sinh đông quá mà nhà trường không có nguồn nhân lực thì chúng tôi sẽ tư vấn tiếp cho học sinh xuống nguyện vọng 2. Đấy, thì do đó nhà trường có luôn luôn có hai nguyện vọng. Đấy, để đề phòng cái trường hợp là học sinh đăng ký nhiều quá mà không thể phân cái lớp được, không phải bố trí người dạy được. Trường Trung học phổ thông Bình Lư, tỉnh Lai Châu, năm học tới đây sẽ tuyển sinh khoảng 300 học sinh, biên chế vào 6 lớp. Dự kiến sẽ tương ứng với 6 tổ hợp bộ môn do nhà trường đề xuất trên đội ngũ hiện có của nhà trường. Ban đầu học sinh cũng sẽ đăng ký vào các lớp theo nguyện vọng ưu tiên, nhưng nếu vượt quá sĩ số nhất định thì các em sẽ phải thi. Chúng tôi cũng đã có định hướng giống như là học sinh xét vào các trường đại học ấy ạ, sẽ có những cái nguyện vọng để cho các em lựa chọn, và nếu những cái lớp mà cái số lượng sĩ số nó dôi dư lên nhiều quá và có những cái lớp mà sĩ số nó ít quá thì chúng tôi cũng sẽ cân nhắc là nếu ở trong tình trạng đó thì học sinh sẽ thi ạ, và sẽ xét điểm để đảm bảo nếu em ấy đủ điểm thì em ấy sẽ học ở cái lớp đó, gọi như là nguyện vọng 1 ạ. Thế còn với nếu không đủ điểm thì em sẽ buộc phải lựa chọn các nguyện vọng số 2, số 3 thì sẽ vào những cái lớp mà có những cái môn mà có thể ban đầu là các em không thực sự là yêu thích nhưng năng lực học tập của các em ấy không đảm bảo thì các em sẽ phải sang học ở những cái lớp như vậy ạ. Như vậy, thực tế là học sinh được lựa chọn môn học nhưng chỉ trong số các môn mà nhà trường có thể dạy. Học sinh được đăng ký tổ hợp môn theo nguyện vọng nhưng lại bị hạn chế bởi sĩ số lớp. Điều này dễ dẫn đến việc học sinh khó định hướng nghề nghiệp trong tương lai, khó gắn bó với những môn học không thực sự là sở trường. Và một trong những vấn đề khiến phụ huynh lo lắng, bản thân các nhà trường cũng đang chờ hướng dẫn, đó là khi học sinh có nhu cầu thay đổi tổ hợp môn học, chuyển trường hoặc thậm chí là lưu ban. Rất khó khăn đấy ạ. Và chính vì vậy mà công tác tư vấn để học sinh lựa chọn chính xác, tránh có sự thay đổi là cái việc mà hết sức cần thiết phải làm. Thế còn trường hợp mà học sinh mà có cái sự thay đổi đó thì là phải tìm các biện pháp tháo gỡ, chi tiết cụ thể như nào thì còn phải nghiên cứu tiếp để thực hiện. Khi mà học sinh chuyển trường hoặc là học sinh lưu ban mà cái lớp học mà học sinh muốn chuyển tới hoặc là bị lưu ban lại không có cái môn tự chọn theo cái tổ hợp môn giống như mà các em ấy đang học. Như vậy thì nhà trường nghiên cứu thì thấy rằng là học sinh sẽ phải tự nguyện để hoàn thành cái chương trình học đấy. Thời điểm này tại các thành phố lớn, việc nhập học và đăng ký các tổ hợp môn tự chọn với học sinh lớp 10 ở hầu hết các trường đã gần như hoàn tất. Song tâm lý của phụ huynh vẫn rất lo lắng, thấp thỏm trước những thay đổi. Chúng mình rất là lo, vì nếu mà nó ổn định thì để cho các cháu có cái quyết định từ ngay lúc ban đầu thì nó ổn định hơn. Thế sau này có thể là bây giờ trừ là cũng nửa này nửa kia mà chọn thì các cháu buộc phải chọn đó. Sau này không biết được là nó như thế nào, thành cũng khó khăn, phụ huynh cũng lo lắng, cũng hơi rắc rối xí nên thành ra là mình nghĩ là nhiều hồi có cái không có sự đồng nhất á, nhiều hồi cho mỗi trường mỗi kiểu nó thì nhiều hồi nó cũng hơi như là loạn cho các cháu. Và ngay bản thân cái mà khi mà định hướng chọn nghề á, thì mấy cháu là cũng hơi khó khăn trong cái việc mà lựa chọn ngay ban đầu. Bên cạnh đó, việc mỗi trường tự xây dựng tổ hợp khác nhau, có cách đăng ký nguyện vọng khác nhau để xếp lớp cũng khiến phụ huynh hoa mắt khi tìm hiểu và đăng ký cho con. Có trường còn cho học sinh đăng ký lên đến 5 nguyện vọng, nhưng chưa chắc các em đã được học theo đúng nguyện vọng mình đăng ký. Như vậy là với 5 nguyện vọng thì tôi nghĩ rằng là các em không đổ vào nguyện vọng này thì cũng sẽ trúng tuyển vào nguyện vọng khác. Còn cái chuyện mà số học sinh mà không trúng tuyển vào cái nguyện vọng của mình thì cũng nghĩ là rất ít. Và khi đó thì các em phải chịu theo cái sự phân công sắp đặt của nhà trường.
phụ huynh thấp thỏm trông chờ nhà trường sớm công bố danh sách xếp lớp, niêm yết danh mục các sách giáo khoa cho từng môn học để mua cho con, trong khi ngày tựu trường chỉ còn khoảng 2 tuần nữa. Theo khuyến cáo từ các trường trung học phổ thông, thời điểm này học sinh chưa nên mua sách giáo khoa, cần đợi đến khi nào đăng ký các môn học tự chọn xong, được nhà trường thống nhất danh sách xếp lớp, biết rõ học lớp nào mới nên mua sách, tránh tình trạng mua nhầm, mua không đúng sách trường mình học. Mỗi trường đều dành ít nhất thời gian là 2 ngày sau đăng ký các môn học tự chọn để học sinh cân nhắc thay đổi nguyện vọng. Thưa quý vị và các bạn, cứ đầu năm học là câu chuyện quá tải trường lớp tại các thành phố lớn lại được nói đến. Nhưng riêng cấp học mầm non, do có nhiều các nhóm trẻ, trường tư thục khiến cho áp lực về sĩ số giảm đi rất nhiều. Nhưng mới đây một điều rất hiếm lại tái diễn tại một trường mầm non trên địa bàn phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Khi mà nhà trường đã nhận được gần 1.000 hồ sơ đăng ký nhập học, nhiều gấp đôi con số có thể đáp ứng. Và để được chọn ở trường công lập, nhiều em sẽ phải trông chờ vào việc bốc thăm may rủi. Thu hồi ruộng đất để xây trường, bà Ngoan cũng như những gia đình nơi đây đều mong muốn xây dựng xong để các cháu được đi học. Nhưng khi đến tuổi tới trường, cháu bà vẫn phải ngồi nhà để đợi quyết định được đi học trường công lập hay không. Trước đây thì gia đình tôi cũng được bên xây dựng thì lấy đất ruộng nương của chúng tôi. Thì tôi chỉ mong muốn một điều rằng là các con cháu chúng tôi thì sẽ được học tại ở khu mà lấy ruộng nương của chúng tôi. Việc tổ chức cuộc họp như thế này là điều chưa từng có tại phường Hoàng Liệt. Năm nay trường không thể đáp ứng đủ chỗ học thì ngoài nguyên nhân dân số tăng, còn do nhiều nhóm trẻ tư thục phải giải thể do khó khăn của đại dịch Covid. Cũng biết cái khó của các cấp, đa phần phụ huynh đang sinh sống tại đây chấp nhận tình huống may rủi là bốc thăm để các con sớm được đi học. Ngay bây giờ đảng chính quyền phường giải quyết ngay giờ là cũng là một nhiệm vụ và lâu dài cũng là một nhiệm vụ còn càng phải lớn hơn. Ngay từ đầu chúng tôi đã nói, nếu theo điều lệ mầm non, một trường không quá 20 lớp, được chưa? Thế mà mầm non Hoàng Liệt hiện nay thôi, năm học này dự kiến là đến thời điểm này là bố trí là 27 lớp. Nếu theo kế hoạch, như vậy là đã sử dụng phòng ốc lọ kia dọn mà không làm phòng chuyên môn, không làm phòng chức năng để cho các con học ở cái phòng đấy, đã tăng thêm 7 lớp rồi. Áp lực quá tải còn đè cả lên vai những cô giáo mà đáng lẽ họ chỉ cần làm tốt công tác chuyên môn. Thay vì tập trung nâng cao chất lượng dạy học thì phòng giáo dục đào tạo cũng buộc phải tham gia tính toán cơ sở vật chất. Quận đã dành 50% ngân sách của giáo dục, trong đó tập trung toàn lực để xây dựng thêm trường lớp mới, nhưng cũng không chạy kịp so với con số 89 chung cư được mọc lên mới đây. Định Công, Đại Kim, Thị Liệt, Tiên Sở và tất cả các phường xung quanh nhà chúng ta tồn đều rà soát và báo cáo là không còn trường nào cũng quá tải. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục rà soát điểm đến để tham mưu đẩy nhanh tiến độ để xây dựng các cái trường học trên địa bàn để có các ngôi trường trong tương lai. Nhưng cũng mong các bậc phụ huynh chia sẻ lộ trình để xây dựng một ngôi trường ngoài cái việc kinh phí của quận, ngoài cái sức của quận ra còn có rất nhiều yếu tố khách quan, trong đó là quy hoạch. 4 cuộc họp liên tiếp diễn ra để thống nhất phương án tuyển sinh, nhưng vẫn chưa có cuộc họp nào có kết luận chính thức. Tập hồ sơ xin nhập học vẫn chất cao trong phòng tuyển sinh. Chưa bao giờ mà cánh cổng trường mầm non lại cao đến thế. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Đường tới tương lai tuần này của chúng tôi. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.